Có đứa bé nhỏ xíu xíu đi, nó ở nhà nó thường bị ba nó nhậu về đánh nó tối ngày, nhỏ tội nghiệp ghê. Vậy mà đi đến chùa mình á, mấy cô dặn lên thầy, thầy con bé ở nhà ba đánh tối ngày, nhậu vô là đánh nhỏ. Xong những đứa kêu lại là biểu nè con, dạy cho con chiêu về ba con không đánh nữa nghe. Nó dạ, con về con làm đúng gì nghe chưa, mà không có nói với ba con là thầy dạy nghe chưa. Nói sao thì thầy, nói là không có linh. Con im đi, rồi con làm thì linh. Nhưng mà con nói là không có linh đó nghe. Nguyên lý là như vậy đó quý vị. Người ta dạy cho cái môn nào phải làm trước nó mới linh. Mà được rồi người ta hỏi mới nói. Hiểu không? Còn chưa gì làm gì chứ mà đi nói là hết linh đó nghe. Anh từ thì cái đứa bé mà làng ba nó nhậu gì nó cứ ổng cứ quýnh nó, ổng tán với mặt bé, ổng nhậu xỉn chứ ổng đâu biết, nó quýnh nhỏ quá trời quýnh. Xong cái những đức dạy bé nè con, bây giờ khi ba con á mà nhậu gì bắt đầu là con cứ niệm Phật nghe chưa, con cứ niệm ai với Đà Phật, ai và con niệm trong tâm niệm suốt vậy đó. Rồi khi ba con mà đánh con là con cứ ngước con nhìn ba con và con niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vậy đó quý vị, mà không đánh được đứa bé đó quý vị. Vậy thấy ghê chưa? Tội quý vị coi cái danh hiệu A Di Đà Phật là mười phương chư Phật tán thán. Cái danh hiệu A Di Đà Phật á nghe, nơi nào mà phát âm cái danh hiệu A Di Đà Phật lên là Phật quang phổ chiếu. Cái câu A Di Đà Phật này không đơn giản đâu cho quý vị biết đó. Cái đứa bé này nó là một đứa bình thường, nhưng nó cái miệng nó nghe, nó A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà lúc đó nó niệm nó nhìn ổng nghe. Mình chỉ y rang luôn, mình chỉ nó A Di Đà Phật mà nhìn mà tha thiết á. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vậy mà cuối cùng ổng giở cái tay lên, nó nói rõ ràng là ổng giở cái tay lên tính đánh nó mà nó làm nè. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trời. Vậy đó quý vị, mà cái tay ổng dừng gì luôn nè quý vị. Quý vị nghĩ ông này là phàm phu mà cái miệng đứa bé nó niệm A Di Đà Phật mà ổng tát vô cái miệng nó, quý vị nghĩ ổng tát nổi không? Cái lúc nó đang niệm A Di Đà Phật là thằng hộ pháp đang hộ trì cho nó rồi đó. Vì nó chuyện đùa hả chứ? Ha, giỡn. Nó dám đánh A Di Đà Phật hả trời? Tại vì cái miệng vừa niệm A Di Đà Phật là A Di Đà Phật liền đó quý vị, nó giỡn à. A Di Đà Phật đã có cái nguyện rằng chúng sanh niệm danh hiệu ta là tức khắc cái đó là A Di Đà Phật đó quý vị, nó giỡn chơi hả trời. Mà đứa bé này cái tâm nó chân thành, nó còn nhỏ, đâu biết được mình dạy nó chân thật thì nó muốn cho ba nó đừng có đánh nó thôi. Niệm Phật thành Phật còn được, không chi là niệm Phật mà người ta khỏi đánh, chuyện này bình thường. Hiểu không? Chuyện nhỏ quá. Mà nó chỉ cầu là ba nó đừng có đánh nó thôi. Nó nghe lời như Đức nhưng nó niệm. Vậy thì mấy bà mà chồng đánh, mấy bà đưa cái mặt lên bà nhìn thứ hai. Không, mấy bà nhìn mà mấy bà còn sợ là bị đánh đó. Vì còn sợ là không tin Phật. Hiểu không? Còn sợ là không tin Phật. Cái kiểu mà đưa cái mặt lên mà niệm mà đưa cái mặt lên gì mà cứ là nó quết. Nó quết vô mặt liền. Tại vì sao? Vì sợ. Sợ nên không cảm được cái nguyện. Mình đưa cái mặt lên là trong lòng mình nói đánh thì cứ đánh đi, tôi niệm Phật tôi trả nợ, là không đánh được. Nghe phải nghe rõ nghe. Chứ không phải mấy bà nghe nói gì mà về mà đưa cái mặt mà nó tán ôm sùm cái mặt á chứ. Rồi cuối cùng mà chủ nhật vô khóc hu hu nói thầy ơi thầy chỉ, mà tôi quýnh còn ác đạt hơn lần trước. Nói bà niệm làm sao? Bà niệm mà bà sợ không? Ờ con sợ lắm. Con nghe thầy vậy mà con cũng tin mà con cũng sợ. Ờ đúng rồi. Cái tâm sợ của bà nó làm cho bổ nguyện không còn cảm ứng nữa. Bà hiểu không? Bà không có sợ. Bà chấp nhận bị đánh, bà trả nợ, bà niệm Phật thì không bao giờ đánh được bà đâu. Cho giỡn á trời. Cái lúc đó đi quý vị chỉ cần nghe. Cái nhìn như vậy nè, chửi đánh không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Dịu hoàn toàn cái tâm xuống A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xong cả quýnh bịch 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 bịch, đúng là nó quýnh 100 cái vậy mà bịch 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 có 10 cái sao quý vị. Nó thấy quý vị nghe. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đánh không có được, nó tức khắc nó nhìn vô cái mặt quý vị nghe. Hãy nhìn vào mắt em. Đúng. Trời lúc đó nghe quý vị biết cái cặp mắt quý vị không còn có mắt bình thường nữa. Khi mà hoàn toàn dịu cái tâm hoàn toàn mà để niệm câu Phật hiệu đó là đúng đó con mắt của mình á. Con mắt nó hiền từ kỳ cục lắm. Là tức khắc con mắt này nó thu nhiếp cái tâm hung bạo người ta luôn. Cái tâm Bồ Tát, cái tâm từ bi nó mới thu nhiếp.
mà lúc đó bị niệm ra cặp mắt bị hiền á. Còn nếu như mà bình thường ta đánh quý vị là do cặp mắt sao biết không? Thì nó đánh, nhưng mà bây giờ mình niệm Phật con mắt mình đâu còn gì nữa đâu. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Sao đánh không? Sao đánh không? Đố mà đánh được, đừng nói chuyện dưỡng chơi. Đương nít nó đạt đó, thấy chưa? Dạy một phát thôi, ba nó từ đó vì sao không đánh nó luôn. Ba nó hỏi vì sao con làm như vậy, ai chỉ con? Thì nó nói rằng thầy Đức chỉ con. Thì lúc đó thành công rồi, nó ổng dẫn con bé đến gặp Nhật Đức luôn. Nhật Đức nói anh không được đánh con anh nữa. Nó có chủng tử niệm Phật, anh đánh nó là có lỗi, không có được. Dạy con dạy cho đàng hoàng, đánh gì là không có đúng nghe. Ổng nghe lời liền. Từ đó vì sao mỗi tuần chủ nhật ổng đi đến đây ổng tu. Hiện tại ổng đang ngồi đây. Ghê không? Không đơn giản đâu nghe quý vị. Đừng có nói chuyện giỡn chơi. Một đứa con nít nó độ bà nó đó, vì nói chuyện giỡn hả? Không thấy chưa? Cái cách dạy rất đơn giản, từ câu Phật hiệu thôi. Nên những đức nói với vị nghe, vị đã từng tạo nghiệp gì? Phá thai 10 lần. Công đức niệm Phật này quá giải được. Chỉ có công đức niệm Phật quá giải được. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Chưa từng nghe nói tụng kinh công đức vô lượng, chưa từng nói niệm một vị Phật nào công đức vô lượng, mà chỉ có niệm Phật A Di Đà công đức vô lượng. Ghê chưa? Đây là bổ nguyện kinh khủng không? Nên niệm một câu ai là Phật công đức vô lượng. Chỉ cần miết niệm, miết niệm, nghiệp gì cũng tiêu. Nghiệp tiêu là ngay chỗ nào? Quên nghiệp. Cái nghiệp là cái gì? Buồn, giận, trách. Quên rồi thì tiêu. Nó không quên thì không tiêu, mà quên thì tiêu. Trời ơi, nghe cái này nè. Hừng hực cái tâm luôn, quý vị thấy một phương pháp chưa? Đi đến chùa ngày chủ nhật xứng đáng chưa? Ở xa đi đến đây xứng đáng không? Một số tiền xe không đáng là bao. Đó thì xe không đáng là bao đúng không? Bây giờ thanh niên trẻ, thiếu nữ trẻ đúng không? Bây giờ muốn có vợ, muốn có chồng đúng không? Niệm Phật đi. Bây giờ nghèo quá mà muốn cưới vợ, muốn có vợ mà không có vợ, đi đến đây niệm Phật. Niệm một năm sau là gặp vợ đẹp. Chỉ nói chuyện giỡn à. Còn nếu như giác ngộ một năm sau, tu luôn. Năm sau tu luôn. Thì coi, còn thiếu nữ bây giờ lớn 30 tuổi mà bây giờ không ai ngó ngàng tới, đi đến đây lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Chiến vía Bồ Tát Quán Thế Âm này lại 3 ngày nè. Lại xứng đáng nghe, lại te tu luôn, lại nhiệt tình luôn. Lại đi, sớm muộn gì. Cũng có người đến à, yên tâm đi. Trời ơi, Bồ Tát Quán Thế Âm mà hữu cầu tác ứng mà nói chuyện vẫn chơi hết trời. Đừng có nói chuyện giỡn, niệm niệm Phật, niệm Bồ Tát còn gì cực lạc, không chỉ là có người vợ, người chồng, bình thường quá. Quá bình thường. Mà Nhân Đức nói cái người mà tu hành gặp vợ gặp chồng lại gặp chồng hiền vợ hiền nữa chứ. Thật sự đó, bây giờ thanh niên thiếu nữ mà đi đến đây tu đi. Tu giết rồi phước duyên tự tay đổi. Lạ lắm. Đây nè. Đây nè. Cái con người này nè. Con người này có phước duyên gì trong cuộc đời này đâu. Trời ơi, đây là khổ te tu nè, có phước gì đâu. Học lớp 3. Trời ơi, ok. Kể là học lớp 1 mà ở lại 3 năm. Đúng rồi, thì ghê thiệt chứ. Học lớp 1 ở lại 3 năm mà không ngờ làm lớp trưởng luôn. Biết sao lớp 1 3 năm mà làm lớp trưởng không? Vì lớn quá. Trong trường học á, cô giáo thấy mình quá lớn á. Trời trời, 3 năm ở lại lớp 1 mà nó lót cái nền móng bây giờ. Cái nền móng 3 năm lớp 1 thì ghê thiệt quý vị. Như mà cuối cùng á, cô giáo nói thôi em Hiền ở lại 3 năm lớp 1 rồi lớn quá trời lớn rồi, cho em làm lớp trưởng luôn. Người ta thì lớp trưởng do học giỏi mà làm lớp trưởng đúng không quý vị? Còn mình là do lớn quá mấy đứa nhỏ nó sợ mình. Cùng làm lớp trưởng luôn. Trời ơi, kinh khủng không? Như vậy mà con người này bây giờ cuối cùng đi làm cái gì? Nếu mà nói cái vai trò những đứa đang làm đây là vai trò gì quý vị biết không? Giáo dục á. Không có chuyện giỡn đâu, mà giáo dục gì quý vị biết không? Giáo dục của Phật Đà á, trời. Không ai ngờ được luôn á. Không ai ngờ con người này ngày xưa
Mà bây giờ như vậy luôn, nói thiệt, bạn bè Nhật Đức kìa, bạn bè Nhật Đức ở thành phố quá trời luôn, lâu lâu ghé thăm Nhật Đức á, họ gặp Nhật Đức, họ nhìn Nhật Đức, họ nói phải bạn không? Ngày xưa gặp nhau một chai rượu chuối ngồi vỉa hè, một miếng khô mực, có những bữa không có khô mực, chỉ có ỏi và cốc, uống rượu chuối muốn chết luôn. Bạn toàn nói chuyện tào lao, tôi chưa từng nghe bạn nói Phật pháp câu nào. Như vậy mà ai nhập bạn à? Như Đức nói không biết ai nhập luôn, chắc Phật Ai Di Đà nhập quá, tại niệm Ai Di Đà Phật. Thì coi thấy ghê không? Bây giờ mà Nhà Đức chạy xe ngoài đường mà Nhà Đức gặp mấy thanh niên mà ngồi mà vỉa hè uống rượu này kia, Nhà Đức nói nhớ lại ngày xưa quá. Thấy không? Rõ ràng tới chứ mình không có dám cười người ta nghe quý vị, vì mình ngày xưa là như vậy. Nhà Đức ngày xưa vậy mà, thành phố nhưng mà gì, cứ thích ngồi vỉa hè, hoặc là gì 2 giờ khuya rồi bạn bè còn gọi điện thoại nữa chứ. Thanh niên ngoài đời mà biết mà 2 giờ khuya nhậu mấy tăng rồi xong bạn bè gọi là chạy ra. Đó. Trời ơi quý vị coi, con người này ngày xưa không ra gì mà bây giờ cuối cùng niệm Phật thôi. Tự nhiên bao nhiêu con người già trẻ và tùm lum tùm la nghe mà ngồi nãy giờ đau chân lắm á, thì thẳng chân đi. Hiểu không? Ngồi đau chân lắm đó, thẳng chân đi. Nhưng quý vị thấy ngày Chủ Nhật không? Trời ơi, gì ai cũng vui. Quý vị nhìn nè. Bây giờ quý vị coi những đứa kéo cho quý vị coi nè. Nữa thấy chưa? Bây giờ cái kéo lại nè nha. Thấy lạ chưa? Làm cái gì người ta cũng cười. Rõ ràng cái công đức niệm Phật chưa? Bởi vì như Đức nói nam và nữ và trẻ em, niệm Phật đi, duyên phước cực kỳ lớn. Trời ơi bây giờ quý vị coi nè, 800 người mà lo không phải đơn giản ít tiền đâu quý vị. Ô trời ơi, cho những Đức nói một tháng, những Đức mà nói ở đây mà lo cho các cụ cả đời của những Đức ở ngoài đời cũng chưa dám suy nghĩ cái số tiền đó luôn đó, cả đời luôn đó các anh em. Chứ đừng có nói mà một năm, mà là cả đời như Đức chưa dám suy nghĩ cái số tiền mà một tháng chùa mình dùng luôn á quý vị. Cái này là nói 100% luôn á. Như vậy mà vẫn có. Vì sao? Cay mắt quá. Đổ mồ hôi cay mắt quá. Nói ông nói cay mắt ta cũng cười thấy chưa. Đã là cái diễn đạt nó đạt rồi, thì diễn nó đạt rồi thì sao cũng cười chứ. Pháp vị, đây là pháp vị, tôi nói cho mấy bà biết là pháp vị. Nên bây giờ cái máy của phim này nó quay xuống, nó thấy trời ơi bà nào bà nấy, mà mấy bà coi và nói thầy ô, con không ngờ con ngồi trong cái pháp hội niệm Phật con đẹp thế. Vì sao? Quang minh phổ chiếu. Nên rất là nhiều người niệm Phật, quý vị biết rằng họ đi về chùa, họ nghe Phật pháp, họ tu gì thôi nè, nhưng mà họ về nhà họ không siêng năng niệm Phật. Nếu như những Đức cũng là chỉ nói với quý vị nghe mà những Đức không hành trì thì kể như là thua rồi. Những Đức nói rằng nếu bản thân mình mà không lo tu thì thiệt tình là uổng cho cái số phận cuộc đời mình. Nhớ nha, bản thân mình mà không lo tu là uổng cho số phận cuộc đời mình. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói một câu á, cái thân này còn bỏ lại không chi là cầm cái gì theo. Cái thân này nè còn bỏ lại thế gian nè, còn một ngày nào nó xa mình nè, chứ đừng nói chi là cái việc mà vợ chồng con cháu của cải. Chỉ là bèo nước gặp nhau, duyên hợp duyên tan. Nếu như hiểu được nguyên lý này thì tức khắc chúng ta dùng cái thân đang còn sống này để mà lo tu, lo cầu giải thoát. Quý vị coi, có những người chúng ta khi còn trẻ có khi cũng phong độ, đồ đẹp trai hoặc là đẹp gái đồ dữ lắm, nhưng quý vị thấy cái ngày tháng đi qua từ từ, quý vị thấy không, càng ngày càng già xấu, dù có trang điểm cỡ nào thì xấu vẫn là xấu. Đã là xấu rồi thì có trang điểm cỡ nào cũng là xấu, tại vì nó già rồi, càng ngày nó càng già. Là cái tuổi già này là nó nhắc nhở mình là cái đi đến cái chỗ phần mộ nè. Nên con người ta có khi còn sống còn khỏe, có khi người ta lèo lái, rồi người ta cháo chở đủ cách, người ta nghĩ người ta thông minh, người ta chạy bay đầu này bay đầu kia. Bạn bay đi, bạn bay đi đâu rồi bạn bay vô phần mộ,
bóng bay, rồi cuối cùng bóng bay vô cái quan tài. Dù đất rộng rãi cò bay thẳng cánh, dù của cải căn nhà này nhà kia, tỉnh nào chỗ nào cũng có nhà mình, đất đai thì quá trời sổ đỏ, của cải nhiều vô cùng à. Rồi cuối cùng bạn ở đâu, dù bạn có 100 căn biệt thự thì cuối cùng bạn ở đâu là điểm cuối cuộc đời bạn? Bạn ở trong quan tài bề ngang nửa thước, bề dài 2 thước. Bình tĩnh suy nghĩ đi. Con người mà nghĩ ra được chỗ này là quý vị an vui tự tại liền. An vui tự tại liền. Tại sao nghĩ như vậy mà an vui tự tại thầy? Quý vị biết con người khổ nhất là cái gì không? Hơn thua tranh giành đấu đá không biết đủ. Thì bây giờ nói cái câu là bạn chạy đâu cũng chạy vô cái quan tài. Vậy thì bạn giành giật cái của cải trong cái thế gian này, để rồi bạn khổ đau cuối cùng bạn chạy vô quan tài, bạn nằm trong đó. Bạn nằm trong quan tài chưa xong, cái linh thức của bạn phải đọa tam đồ ác đạo khổ đau. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta nghe Phật Pháp không phải là tiêu cực nha quý vị. Có người học Phật Pháp sống rất là tích cực. Quý vị coi, nếu như những đức mà mỗi ngày khuyên quý vị niệm Phật cầu sanh cực lạc, mà những đức chỉ có biết sanh cực lạc thôi, mà trong cái thế gian này những đức không làm gì, thì quý vị nói những đức là người học Phật đi vào tiêu cực. Quý vị coi những đức có làm không? Quý vị gia đình quý vị chỉ có 2 vợ chồng, 1 hay đứa con thôi, mà quý vị đã bận bịu cả đời lo không xong rồi. Những đức là người niệm Phật, khuyên quý vị niệm Phật cầu sanh cực lạc. Hiện tại những đức phải lo 800 người mỗi ngày. Vậy thì sống tích cực hay là tiêu cực? Rồi giải quyết bao nhiêu vấn đề, tích cực hay tiêu cực? Rồi ngày 28 này Hòa Thượng kêu phải nấu thiên tăng để cúng dường thiên tăng nè. Hòa Thượng nói 1.000 người ông chuẩn bị, nấu 1.500 người cho tôi. Vậy thì tiêu cực hay tích cực? Hay là bản thân mình chỉ biết cực lạc thôi, không biết làm gì? Rồi một ngày giải quyết bao nhiêu vấn đề, rồi bao nhiêu người khổ đau đi tìm đến để giải quyết. Rồi qua tuần sau bắt đầu tiếp tục chương trình người khiếm thị tổ chức nữa. Vậy là tích cực hay tiêu cực? Như vậy mà người ta vẫn sống vui vì sao? Vì mục tiêu của người ta là cầu sanh cực lạc. Còn ở thế gian 1 ngày thì làm việc 1 ngày. Vậy thôi Ở thế gian 1 ngày thì làm việc 1 ngày. Còn không có duyên làm thì nghỉ làm. Bây giờ đâu? Còn chúng ta 2 vợ chồng, 1 hay đứa con, tại sao chúng ta khổ? Vì chúng ta bị dính vào chồng, dính vào con, dính vào vợ, dính vào gia đình này. Chúng ta sợ con mình khổ, sợ vợ mình khổ, sợ chồng mình khổ, nên chúng ta cứ mãi bị đeo mang. Và chúng ta đem 4-5 người này chúng ta để lên vai mình để vác. Và họ ở nhà thì mình vui, họ đi vắng là mình lo, mình sợ. Thương vợ quá, vợ đi đâu thì sợ vợ mình không biết có cặp với ai không. Thương chồng quá, chồng đi đâu chưa về thì sợ chồng mình không biết có quen con nhỏ nào không, đúng không? Là do cái tình thương sanh cái ái nhiễm. Ái nhiễm làm mình khổ đau. Còn nếu như mình là người học Phật, mình hiểu rằng duyên hợp duyên tan, như thì cuộc đời con người chúng ta đến thế gian cái thân này còn bỏ, không chỉ là nắm được ai, nhận thức được nguyên lý này thì tức khắc quý vị sống an vui tự tại. Còn không nhận thức được cái việc này thì tức khắc quý vị sẽ đi vào cái gì? Ái biệt ly khổ 100% luôn. Nên người thế gian chúng ta sống đa phần 100 người là khổ hết, 97 người, 98 người toàn là gì? Toàn là do chữ ái mà sanh khổ. Ái mà vúng víu, ái mà nắm bắt, ái tiền, ái danh, ái người, ái của, ái đủ thứ đều là muốn nắm giữ. Nhưng cuối cùng một hơi thở thở ra, không hít vào, thì chúng ta nằm trong quan tài, không có cái gì chúng ta cầm theo. Cầm theo cái gì? Cầm theo cái vô hình nghiệp quả, cầm theo cái vô hình phước duyên. Cái này là cái đi theo. Như vậy trong cái thời gian tạo hữu hình là của cải, tiền bạc, gia đình, con, cháu, vợ, chồng, trong cái lúc tạo hữu hình này, quý vị đã tạo bao nhiêu nghiệp chướng để cầm cái vô hình của cái nghiệp duyên và phước báo. Quý vị coi coi đời mình tạo phước nhiều hay tạo nghiệp nhiều. Nếu tạo nghiệp nhiều thì cả đời chúng ta chết đi, tất cả của cải thì để lại, người thân để lại, nhưng cầm nghiệp đi theo. Nếu như cả đời mình tạo phước nhiều thì cuối cùng cũng bỏ lại người thân, nhưng mà cầm phước đi theo. Phước thì sanh đến cảnh giới thiện, nghiệp nặng
tội nghiệp nặng thì sanh đến ba đường ác. Bây giờ quý vị tự ngồi bình tĩnh soi xét tâm chúng ta, từ người ngồi ở đây hay người khắp nơi nơi đang học tập như vậy, tự ngồi bình tĩnh gác chân lên trán suy nghĩ coi chúng ta tạo nghiệp nhiều hay tạo phước nhiều. Suy nghĩ đi đó. Nên cả cuộc đời con người chúng ta khi nghe đạo rồi mới hiểu đúng là chúng ta sống những ngày tháng đáng thương thiệt. Quý vị coi á, cũng là một thời tranh giành hơn thua đủ cách này, không có được cái gì cả. Rồi bây giờ nếu mà nói rằng giật của hay đọt của ai mà được thì cảm thấy hôm nay mà giật của được mà đọt của được của ai thì nói đúng là hôm nay may mắn. Khi học Phật rồi đúng là mới nghĩ mình đáng thương thiệt luôn á. Không có cái chuyện giật của ai được đâu quý vị ơi. Không có cái chuyện giật của ai được hết trơn á. Nếu như trong mạng mình mà nó không có được 100 triệu thì đừng có mong mà mình đi giật của người ta được 60 triệu, 70 triệu. Nhưng mà mình tưởng rằng mình giật của người ta là được rồi, không phải. Nó đã tổn thất trong mạng mình hết mấy chục triệu rồi mình mới giật của người ta 70-80 triệu. Trong khi trong mạng có 100 triệu mà lấy được có 70-80 triệu là mất tiêu hết trơn 100 triệu trong mạng. Vì mà mình nói mình giật của người ta được, đây đúng là kẻ đáng thương, quý vị nghĩ đi. Tất cả những cái gì mình tham toàn là tham vốn liếng của mình không. Nên hiểu được nguyên lý này rồi thì tự nhiên con người chúng ta không còn muốn lòng tham nữa. Vì sao? Vì tất cả những cái mình có được lấy gấp hoặc là mình xài phí toàn là do cái ngăn phản của chính mình nó bị tổn thất hết. Vì nghĩ thì đúng là chúng ta đáng thương không? Không bao giờ chúng ta xài cái gì của ai hết chứ, toàn là xài cái của mình. Nên trong kinh Nhân Quả Ba Đời Phật nói, một chén cơm, một miếng nước, một miếng đồ ăn, tất cả những cái gì chúng ta đang hưởng trong cuộc đời này đều do tạo phước mà ra mà có. Còn không có phước đó, dù có cho quý vị cũng không xài được. Đáng sợ chưa? Nên từ nơi đó mà con người chúng ta phí phạm thì tự tổn phước báo của mình. Con người chúng ta trộm cắp thì tự tổn phước báo của mình. Con người chúng ta giành giật hơn thua với anh chị em, giành giật của cải với nhau thì tổn phước báo của chính mình. Tất cả những cái gì chúng ta làm ngược lại điều tốt là toàn là tổn phước báo nhân duyên của chính mình hết. Hiểu được nguyên lý này rõ ràng tự làm tự chịu. Phải không? Phải tự làm tự chịu không quý vị? Đâu có ai mà đem cái ác mà làm cho mình khổ được đâu. Tại do cái quả báo của mình mà mình chịu chứ. Nên có những người quý vị coi người ta một thời người ta khỏe mạnh vô cùng, nổi lên cái tự nhiên mình bị bệnh đau ung thư hay gì, thời kỳ cuối tự nhiên mình đang ngồi khỏe gì nè, như vậy đó mà có khi tự nhiên ngày mai mình đi khám bệnh, bác sĩ nói rằng ông bà bị ung thư thời kỳ cuối gần chết. Tự nhiên vừa nghe một cái bắt đầu là chón váng mặt mày hết. Điện thoại anh ơi, đến rước em. Hồi ôi em đang ở đâu mà đến rước? Là em đang ở trong bệnh viện đa khoa Đại Tùng Lâm. Bệnh viện đa khoa Đại Tùng Lâm kế ngôi chùa mới. Nên ôi sao mà không đi về đi, bác sĩ vừa khám em là bị ung thư thời kỳ cuối, chân cẳng bây giờ đi hết được anh ơi. Thấy không? Trong khi hôm qua hôm kia hoặc là cả tháng trước mà bệnh ung thư này đâu phải là mới của ngày hôm nay bác sĩ khám đâu. Mà bệnh ung thư này là nó trước mấy tháng, nhiều tháng trước nó đã có ung thư mầm móng rồi. Vậy mà bây giờ bác sĩ vừa phán cho mình một cái bệnh là ung thư thời kỳ cuối thôi, vậy mà chân cẳng cứng đơ hết trơn, đi gì không được. Vậy thì bệnh này là do từ đâu sẽ ra? Bệnh này do từ tâm lý mà sanh ra, từ do sợ chết mà sanh ra. Nó bác sĩ phán cái tự nhiên đơ đi về hết nổi. Trong khi hồi nãy đi đến khám bệnh thì đi ngon lành, còn tung tăng, còn đi trang điểm nữa chứ, đi khám bệnh có trang điểm nữa. Vậy đó mà là bác sĩ phán ung thư rồi, vậy mà môi miệng gì xanh lè hết chứ, kem phấn gì chảy hết chứ, chân cẳng gì đi không nổi, điện thoại rước về nhà. Ôi trời ơi, coi á, vì cái bệnh tâm lý là cực kỳ nguy hiểm. Nên cái bệnh buồn khổ, cái bệnh mà không vừa lòng, không vừa ý, cực kỳ nguy hiểm. Chứ vị biết cái bệnh tâm này ghê lắm nè. Nó, quý vị coi một đêm mà ăn không ngon ngủ không yên đi, quý vị phải là đáng sợ chưa? Bình tĩnh suy nghĩ đi nghe. Bây giờ nghe đạo rồi mới bình tĩnh suy nghĩ cái chỗ mà một đêm ăn không ngon ngủ không yên nè, quý vị coi nó đáng sợ cỡ nào không? Trời ơi, nó khổ đau một đêm mà ngủ không được, nó dài đằng đẵng đúng không? Sáng mai thức dậy cái mặt bơ phờ hết chứ. Đêm hôm gì sao buồn khổ cái gì?
bị chồng chửi, chồng đánh mà đêm hôm ngủ không được, cứ nhớ lại cái chuyện ổng đánh mình, ổng chửi mình. Rồi nhớ là ngày xưa ổng nâng niu thương yêu, mà bây giờ ổng chửi mình, ổng đánh mình. Nhớ lại hai cái nó kết lại với nhau, tức khắc sanh lòng sân hận và tức giận vì sao đối xử với tôi như vậy. Con người chúng ta thường là cái gì? Đến với người ta cực kỳ tốt thì khi ghét thì nó quay lại cực kỳ hận. Đến cực kỳ tốt thì quay lại là cực kỳ hận. Vì sao ạ? Vì quá tốt rồi. Nên cái mong mỏi của mình là người ta phải tốt với mình. Người ta phải tốt với mình. Mà người ta không tốt với mình, mà người ta hại mình, thì quay lại cái gì? Cực kỳ hận. Ghê chưa? Nghe thấy không? Nên cái thiện và cái ác nó chỉ trong một ý niệm mà thôi. Nên con người chúng ta nghe đạo quý vị xem phải rõ ràng không? Nên con người đến với con người đừng có quá cực kỳ tốt. Tại vì sao? Vì nếu như chúng ta không nhận thức được định lực nhân quả, thì chúng ta khi vừa quý một người nào, thích một người nào là chúng ta muốn đội trên đầu, đội rất là sớm. Nhưng mà khi chúng ta không vừa lòng không vừa ý là chúng ta quăng xuống đất, chúng ta dẫm đạp. Mà nhất là mấy bà đàn bà, mấy bà mang guốc cao thì bà dẫm mình là còn chịu gì nổi, bị nghĩ đi. Nên tại sao mà có cái chuyện đánh ghen, hoặc là có cái chuyện mà hành hung chồng? Trời ơi, có cái câu chuyện đó. Cái ông chồng, ông thương bà vợ này vô cùng thương. Như vậy đó mà ông cuối cùng không biết làm sao sau này nghe. Ông không thương bà vợ nữa, mà ông đi có vợ bé. Bà biết ông có vợ bé rồi quý vị. Mấy ông nghe câu này cẩn thận này nghe. Cuối cùng cái bà đó bà chơi ác thiệt chào. Vì ông đang ngủ mê quý vị. Trời ơi, bà lấy cây kéo ra. Bà làm sao không biết mà bà sực một phát một đứt mắt chiêu tiêu thằng nhỏ ông đó luôn. Quý vị có câu chuyện đăng báo rõ ràng mà chào, đúng không? Vậy mà cuối cùng đi kiếm thằng nhỏ lại mà ốp lạnh sao đó mà mai lại chào. Chậu là chào thấy ghê thiệt bởi vì mấy ông mấy ông đi cẩn thận đó, trời là trời, đi lạ qua lạ qua có ngại. Trời ơi, bà chơi ghê lắm, thấy không? Từ nó có câu chuyện, nó có đăng báo mà trời, thấy chưa? Nên thôi 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 mấy ông ơi, biết đủ đi cho nó yên, trời trời, thấy không? Mấy ông mà lạ qua có ngại coi chừng thương tích đầy mình đấy. Cho cái kiểu mà mấy bà không nói gì mà ngầm mới bị ghê lắm. Chứ đâu có đơn giản, hiểu không? Nói bởi vì mình thấy ghê chưa? Bởi vì thương rồi hận thì thấy đáng sợ chứ bí bì. Rồi thêm một cái là đi đánh ghen thì thấy kinh khủng không? Nghe chồng mà có vợ bé, con vợ bé nhà nào, số nhà số mấy gì đó. Nó biết được số nhà, cái ngủ vài đứa thêm vài bà, dữ thêm bắt đầu lợ đánh người ta. Chỗ nắm tóc, nắm tay, quay đầu, lộn mèo, quýnh. Xé đồ, xé đạc, quýnh, kinh khủng luôn, thấy không? Bây giờ mình nghe đạo của mình mới thấy rằng đúng là những cái chuyện mà trong cái cuộc đời chúng ta làm, đúng là chúng ta càng khờ và càng đi đến ngu. Càng khờ mà càng đi đến ngu. Bây giờ chồng mình nó thương mình vô cùng, lúc nó thương mình. Còn lúc mà bây giờ nó không thương mình là giữa mình với nó là nợ nần, nó đang bị giảm đi. Hiểu không? Thì bắt đầu nó tiếp tục, nó nhìn con khác là nợ với con khác nó đến nữa. Những cái mối quan hệ này toàn là do nhân quả câu thúc mà ra. Chứ đâu phải là tự nhiên cái con nhỏ đó nó lỡ nó dụ chồng mình đâu. Tại sao những con nhỏ khác nó không dụ chồng mình mà con nhỏ này nó dụ chồng mình? Mà là do giữa chồng mình với con nhỏ này có mối quan hệ của nhân quả. Còn giữa mình với chồng mình cũng có mối quan hệ của nhân quả. Nhân quả giữa chồng mình và mình là nhân quả trước. Còn khi mà đến lúc mà nhân quả giữa chồng mình với mình nó lạc đi, thì tới nó lòi ra cái nhân quả giữa chồng mình với con khác. Rồi chưa chắc yên đâu mà có khi chồng mình nó còn mối quan hệ với con khác nữa. Có nghĩa là cái sợi dây của nghiệp quả này nó như một màn lưới vậy đó. Nó bao trùm chúng ta. Nó có nhân thì nó mới có quả, nó gặp lại với nhau. Nhưng mà mình trong khi mình trả nợ mấy chục năm, mình bị dính mắc thằng chồng, cuối cùng cái nghiệp quả giữa thằng chồng mình với con nhỏ kia đến với nhau, mình lại nghe tin như vậy, mình lại mình đánh con nhỏ này, cũng là do cái nhân, cái quả con nhỏ này đã từng đánh cái bà vợ lớn này trong một đời kiếp nào lấy chồng người ta. Bây giờ con nhỏ này cái nghiệp duyên nó kéo lại là nó lấy chồng bà này phải kéo lại đánh. Nó không bao giờ cái chuyện gì mà nó bỗng không hết. Có khi người vợ lớn này kéo đến đánh con vợ nhỏ vừa nghe tin chạy mất tiêu, đánh không được.
Bà vợ lớn tức nghiến răng trầu ô để cho nó chạy thoát rồi. Vậy thì trong đời kiếp nào người này cũng từng kéo băng lại đánh con nhỏ này, con nhỏ này chạy thoát. Nên cái nghiệp duyên nó câu thúc tới bây giờ. Đến lúc gặp nhau vượt đánh nhưng mà đánh không được. Có nghĩa là đánh được thì người ta đánh mình được, còn mình đánh người ta không được thì người ta đánh mình không được. Trời ơi, thấy không? Nghe cái nhân quả rồi thì quý vị mới thông được cái tâm. Bởi vì Ấn Tổ ngày nói một câu nghe: tin sâu nhân quả, tính nguyện trì danh, cầu sanh cực lạc. Thấy không? Câu đầu tiên là tin sâu nhân quả. Vậy thì cái người học Phật mà an lạc, mà vui tươi là từ đâu? Tin sâu nhân quả. Thấy không? Tin sâu nhân quả. Nên tất cả những người nghe những công đoạn này phải nhớ rằng hiện tại chồng mình thương mình, cực kỳ thương mình. Nhưng quý vị đừng bao giờ thất vọng một ngày nào nó không thương mình. Có không? Có mà. Tại vì sao? Vì giữa mình với chồng mình cái mối nợ này nó đang gặp nhau mà dày, cực kỳ dày. Thì nó vừa gặp nhau một phát là nó thương nhau cực kỳ thương. Nó thương nhau dữ lắm. Nhưng mà khi nó thương nhau một ngày, nó xài cái tình thương đó đó. Nó xài cái tình thương, nó xài tình thương đó. Nhưng mà cái tình thương này nó xài mà nó không học Phật thì nó xài qua cái sự chiếm hữu. Xài qua sự chiếm hữu. Thì cái sự chiếm hữu này mà xài thì khi hết tình thương là bắt đầu tới ghét và hận. Mà cái ghét mà hận này lòi ra là cũng do cái nghiệp duyên ghét và hận. Còn nếu như chỉ có thiếu nợ mà không ghét và hận thì khi nó hết tình thương thì nó tự nhiên trở thành lạc phai. Nó không còn một chút gì tình cảm và nhìn nhau gì nữa cả, là nhân quả nữa, hiểu không? Còn bây giờ nó đã chia tay rồi, chia tay rồi mà còn gặp nhau mà còn nghinh, kênh, chửi nhau, ghét nhau là gì? Là còn nghiệp duyên. Mà cái nghiệp duyên lúc trước thương là cái nghiệp duyên của tình cảm thương yêu. Còn cái nghiệp duyên bây giờ nghinh bặt ghét nhau là gì? Là cái ác nghiệp khi đã từng gieo. Trời ơi, cái nhân quả nghe rồi thì đúng là kinh thiệt. Bởi vì tại sao Phật kêu mình niệm Phật là nhân, thành Phật là quả? Tại vì nếu mà lôi ra lý giải của nhân quả thì nó kinh khủng lắm, giống như một màn lưới vậy đó, vào ra không được. Nên rồi cuối cùng Phật kêu mình quy về niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Vì cực lạc là chấm dứt cái nghiệp duyên giữa chúng sanh. Hay quá, thấy chưa? Như vậy thì muốn giải quyết được vấn đề của khổ đau ở trong cái cuộc đời này là sao? Chúng ta không phải chạy trốn, chúng ta không phải đối đầu, chúng ta không phải là chúng ta đi tìm kiếm, không phải, mà là để tùy duyên nó tự đến. Tùy duyên nó tự đến. Đứa con đến đòi nợ là nó sẽ đến đòi nợ. Đứa con đến trả ơn là nó sẽ đến trả ơn. Chồng đến thương yêu là chồng sẽ đến thương yêu. Còn chồng đến hành hạ là chồng sẽ đến hành hạ. Trong cuộc đời này nó đã từng gieo nhân mà gặt quả hết rồi, hiểu không? Để nó hãy tự nhiên đến đi. Bây giờ chúng ta là người tu hành, có tâm cầu giải thoát, vậy thì sao? Thì nó đến, đến như thế nào thì trả như vậy. Đến như thế nào thì trả như vậy. Đến thuận thì trả thuận, đến nghịch thì trả nghịch, đúng chưa? Như vậy thì con đường cầu sanh cực lạc mình là tuyệt vời, hiểu không? Điều là khảo đạo, những đức đã từng nói rằng nó đuổi xua mình. Ta bà khổ lắm, đi em, đi đi em. Nó quýnh bóp, đi đi em. Nó giọng như mặt cái bóp, đi đi em. Nó đá thêm một đá nữa, mày chưa chịu đi. Quýnh mày, tán mày, giọng mày chưa chịu đi. Tao đá mày thêm một đá nữa, mày đi chưa? Đi đâu? Đi về cực lạc cho tao. Thấy chưa? Phải không? Thấy nhiều bà ngồi ở đây là đã từng gặp cái cảnh ngộ khổ đau chồng chắc chưa? Khổ cùng cực luôn, bắt đầu thỏ thẻ với chị em. Mấy bà chị em kia nói: chị ơi, có ngôi chùa, có ông thầy giảng hay lắm, chị đi không? Chủ nhật đi với em. Cái bà kia bà nói: bận quá, đi bậy bạ về nó quýnh mà chết. Nói, thì kệ, gáng đi, đã đánh nó bị đánh rồi, đi đẳng nghe thầy giảng đi để cởi mở tâm tư chị. Biết đâu chị đi một lần chị sẽ hiểu thì sao? Nó để thôi kệ đi, bị đánh nhiều lần rồi, bây giờ lỡ đi một chuyến này về bị đánh được, biết đâu có phương pháp làm sao, đúng không? Cái đầu mấy bà kia thỏ thẻ cái gũ đi, cái gũ đi đến ngày chủ nhật nghe gì cái bừng tỉnh ra: ô thầy, vậy thì con phải trả nợ đúng không thầy? Trả đi. Như vậy mà ngày xưa giờ ổng đánh con không trả thầy. Ô, ổng đánh con mà con không có trả, ổng đánh con là con chữ lại à, mà con đánh không lỡ con cũng quào ổng nữa, vậy là con không chịu trả đúng không thầy? Đúng rồi, bây giờ cô phải chuyển lại là trả, giống như cái câu chuyện trong thời Đức Phật như Đức đã từng kể đó, đúng không? Ông chồng này đánh tối ngày, đánh kinh khủng lắm. Thì Đức Phật đi ngang, Đức Phật biết là đi ngang hôm nay độ bà này. Đi ngang, Đức Phật đi ngang chỗ đó sẽ độ cô này.
cô này cô gặp Đức Phật, cô chạy ra, cô quỳ trước Phật, cô khóc, cô nói là cuộc đời con khổ quá Phật ơi. Đức Phật mới nói lên cái việc khổ cô là sao. Chồng của cô những đời trước, chồng của cô là một con ngựa ở trong nhà cô, mà cô dùng con ngựa này là cô bắt nó làm, mà cô còn cầm chổi cô đánh nó tối ngày, đánh quá trời đánh, thì cuối cùng bị biết. Thì lúc đó cái nghiệp duyên, bây giờ chồng của cô từ con ngựa đó nó chuyển cái nghiệp lại thành chồng cô, mà cô là người đàn ông của đời trước, bây giờ trở thành người đàn bà đời này. Thì bây giờ cô đã từng đánh con ngựa, bây giờ cô quằn quặt như con ngựa ngày xưa, nào là sanh con, nào là bị quýnh, nào là nấu cơm, nào là lau nhà, vậy mà nó vẫn đánh cô. Nhậu về là đánh, đúng không? Cô kia có nói với Đức Phật, dạ đúng, làm việc cả ngày mà vẫn bị đánh. Nhưng mà cô chưa chịu trả nợ. Đức Phật nói chưa chịu trả nợ là như thế nào? Là chồng đánh nhưng tâm buồn, buồn là chưa chịu trả nợ. Có khi nó quýnh te tua mà nhào vô quào, quào không được thì nắm áo nó xé. Rồi có khi nó đi mất tiêu ở nhà giặt đồ, nó mà cầm đồ nó liền, rồi cuối cùng cũng giặt. Rồi bắt đầu là nó đi ra mất tiêu cái nhà chữ khơ, chữ năm trên năm dưới. Đó là không trả nợ mà tạo thêm nghiệp, đúng không? Trong đây có mấy bà cũng bị cái bệnh này nè. Nó có nghĩa là trước mặt thằng chồng thì không dám đâu, nhưng mà nó vừa phớt nó đi bằng chữ con, cái bản mặt mày giống thằng cha mày đó, tao nuôi mày rồi mai mốt mày gì đó mày chết với tao, chữ khơ vậy đó. Nào bắt đầu là cái gì, tạo thêm cái nghiệp mới, thấy chưa? Nợ cũ trả chưa xong mà tạo thêm nghiệp mới. Bắt đầu Đức Phật chỉ câu này, thôi bây giờ cô vui cô trả đi, hôm nay chồng cô đi nhậu gì, cô giấu tất cả những đồ đạc mà nó đánh cô những loại khác, nhưng chừa lại đúng một cây chổi đánh ngựa, cô chừa lại thôi. Thì quý vị biết rằng cô này làm y ran như vậy. Và hôm nay chồng cô về là chuẩn bị đánh cô là như thế nào, nó đi kiếm đồ, cuối cùng nó cầm cái chổi đánh ngựa lên. Thì lúc này là cô làm theo lời Đức Phật dạy là gì, cô bước đến, cô quỳ xuống cho thằng chồng đánh. Thì quý vị biết thằng chồng nó dở cái chổi đánh ngựa lên, nó quất lia bả, vì mà bố quỳ bả im ru. Thằng chồng này kinh ngạc quá, nói trời, hôm nay con vợ mình nó khùng hay gì sao mà ngoài bữa đánh nó la lối, nó chửi sùm, mà bữa nay đánh nó quỳ im ru dị ngộ với ta, thấy không? Đánh mấy cái thấy sao kỳ quá, đánh mà sao nó quỳ im ru mà nó không có cái gì mà như mấy lần trước, sao ngộ với ta. Thì cuối cùng chồng nó hỏi, thì bắt đầu là con vợ này mới nói rằng nhân quả em đã nghe Phật nói rồi, em nghe hiểu rồi, em phải hóa giải nghiệp duyên. Phật nói thì sao? Chồng hỏi Phật nói thì sao? Thì cái bà này bà nói rằng Phật nói anh đời trước là một con ngựa. Trời, con ngựa. Tôi gì Phật nói con ngựa kì, con cái trời. Còn em là chủ trong gia đình, chủ con ngựa. Nhưng mà do em đánh anh quá trời luôn, nên nghiệp duyên bây giờ xoay chuyển lại. Bây giờ con ngựa đời trước là anh, bây giờ làm chồng em. Bây giờ em chuyển kiếp lại em là con gái, làm đàn bà, làm vợ anh. Nên bây giờ anh mới đánh em giả mang như vậy. Nhưng mà từ khi mà lấy anh mà anh đánh tới giờ, chưa bao giờ em vui trả nợ bao giờ. Không có vui trả nợ. Nên cái nợ này Phật nói là nếu bây giờ mà không trả thì đời đời kiếp kiếp phải gặp nhau đòi hoài. Nên thôi em nghe lời Phật, em trả phước cho rồi anh ơi. Bây giờ anh muốn đánh cỡ nào anh đánh, anh muốn giọng cỡ nào giọng, quýnh em đi. Thì biết trời là trời, kiểu nó chịu không nổi nha. Cái nghiệp duyên trong lúc đó nghe việc, trong cái lúc đó luôn, đúng rõ ràng. Phật nói hay, cái nghiệp duyên không có hình tướng, nhưng do chúng ta chấp tướng cái nghiệp. Chấp tướng cái nghiệp là cái gì? Là lúc chồng mình đánh mình là mình nghĩ rằng trời tôi tức quá, tuy là không đánh là được nhưng trong tâm tức quá rồi. Đó là chấp cái nghiệp. Chấp cái nghiệp của cái đánh và tức. Chấp lại là giữ lại. Tuy nó không có hình tướng nhưng cho mình chấp lại và giữ lại. Ghê chưa? Nên cuối cùng cái cô này khi nghe Phật nói là thông cái tâm liền, cỡ mở hết hoàn toàn, trả cho xong món nợ đời này luôn, quyết định trả một đời này luôn. Thì bảo quy lên cho ông đánh bả, mà cái lúc đó cái tâm bả hoàn toàn dịu tâm và xả hết. Thì quý vị biết rằng cái nghiệp duyên nó chỉ xây như một cái bàn tay lặt lại vậy đó. Thí dụ như gì là nghiệp, lặt lại là hết nghiệp, lặt lại một phát không còn nghiệp gì nữa hết. Thì bả lặt một phát một là bả vui giả một lăng luôn, là đánh bả quy lên đánh và vui giả luôn, trong một ý niệm nữa thôi tất cả nghiệp đều xây chuyển là hết, không còn nghiệp duyên gì nữa cả.
Thì ổng mới nói rằng như vậy thì nếu là nhân quả như vậy thì anh từ hôm nay cũng không bao giờ đánh em nữa. Thôi hai vợ chồng mình đến quy y Đức Phật đi, để cùng niệm Phật để sanh cực lạc nghe em. Trời ơi. Thấy chưa? Thấy cái nghiệp duyên khi mà quá giải là nói sao? Là nó tỉnh. Nghiệp duyên khi quá giải thì tỉnh. Nên con người chúng ta khi mà sân hận là ngu. Công nhận không? Sân hận là ngu. Quý vị coi, có những ông chồng làm cực muốn chết luôn, mua được cái tivi, mua được cái tủ kiếng, mua được chiếc xe, vậy mà nhậu xỉn vô, hai vợ chồng quýnh lộn, cầm cái tivi liền cái âm bể tivi, cầm cái búa vô đập cái tủ bể cái tủ. Quý vị thấy sân hận là ngu không? Sân hận là ngu. Xong cuối cùng đi còng lưng làm để kiếm tiền để mua lại của đó, rồi thời gian đập nữa. Sân hận là ngu, thấy chưa? Rồi cuối cùng mình sân hận mình đánh vợ mình, trong khi vợ mình mà mình đánh nó, đánh nó rồi nó bệnh, bệnh thì rồi mai đi mua thuốc cho nó uống. Sân hận là ngu, thấy chưa? Thấy không? Khi nghe Phật pháp rồi mình mới thấy cái việc làm của mình đối với người thân mình là sân hận là ngu. Vậy thì làm sao bây giờ mới sân hận? Công đoạn này rõ ràng nè. Ba thứ tham sân si là cội gốc sanh tử. Ba thứ tính nguyện hạnh là diệu pháp liễu sanh tử. Ghê chưa? Ba thứ tham sân si là cội gốc sanh tử. Ba thứ này nó câu thúc hoài là cội gốc của sanh tử. Sanh rồi chết, sanh rồi chết. Trong lục đạo này, sanh trong cõi nào, chết tiếp tục tái sinh. Súc sanh tái sinh súc sanh. Địa ngục tái sinh địa ngục. Cứ là chết xong, một cơn gió thổi tiếp tục trở lại thân người ở trong địa ngục, đúng không? Ngu si là súc sanh, chết súc sanh trở lại. Nên Đức Phật nói rằng bảy vị Phật ra đời mà kiến vẫn còn mang thân kiến đó. Còn ngạ quỷ, ngạ quỷ thì cái cảnh giới lâu dài tham lam đối khác là do tâm tham mà chiêu cảm. Nên ba thứ tham sân si là cội gốc sanh tử. Giải quyết được cội gốc sanh tử thì chỉ có cái gì? Ba thứ tính nguyện hạnh. Tính là tin Phật để niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nguyện là dù gặp khổ đau gì cũng phát nguyện sanh cực lạc. Hạnh là một câu vật hiệu, dù gặp thiện ác gì cũng niệm Phật là hạnh. Như vậy thì ba cái tính nguyện hạnh này có thể hóa giải được ba thứ tham sân si. Nếu như một con người nghe đạo mà gây dựng được tính nguyện và niệm Phật thì chắc chắn rằng cái tâm tham, tâm sân, tâm si tự nhiên từ từ hóa giải. Chăng thật làm đi quý vị. Đó, bây giờ chúng ta đến đây chúng ta nghe phương pháp nghe. Nghe phương pháp thì nhớ. Nên Ấn Tổ nghe nói nè: vãng sanh chẳng ở chỗ biết chữ hay là không biết chữ, mà chỉ tại nơi có tính nguyện hay không. Có tính nguyện chắc chắn vãng sanh, không tính nguyện chắc chắn chẳng được vãng sanh. Trời ơi, những câu này phải đọc hoài để học luôn. Đọc hoài để học luôn. Nên cái người tu tịnh độ mà không bỏ cuộc là những cái văn tự đặc biệt này nè. Đúng là những văn tự này ăn tiền nè, chứ không phải những giỡn đâu. Quá tuyệt vời. Nên quý vị về đây nghe mà nó cô động lại những văn tự của tín nguyện niệm Phật này, và nhìn nhận cái cõi đời này khổ đau chung chung, để mà cái tâm nguyện cầu sanh cực lạc chúng ta cực kỳ mạnh. Làm sao bỏ được cái việc niệm Phật cầu sanh cực lạc được quý vị? Làm sao bỏ được? Từ khi còn trẻ là rèn rồi, chứ ai mà đợi tuổi già chả. Có những người còn trẻ mình đi đến chùa tu, có những người ông bà cha mẹ mình không hiểu đạo nói rằng: trời ơi, mày còn trẻ mày tu gì, mai mốt mày già mày tu. Tôi nói thiệt cho quý vị nghe là già khó tu dữ lắm. Đây tôi nuôi người già tôi thấy mà. Nghe trước quên sau, nghe sau quên là nhách. Nghe tới cuối cùng quên mất tiêu. Nên từ nơi đó mà tuổi trẻ nên gầy dựng đi. Mà nó đâu có trở ngại cái gì cái chuyện làm ăn, làm vợ, làm chồng đâu. Càng nghe đạo chừng nào thì càng đặc biệt thành công sự nghiệp trong cuộc đời này luôn. Vì sao? Vì mình nghe đạo mình sẽ có lễ phép, mình sẽ có đạo đức. Mà người có đạo đức, có lễ phép thì ai không thương mình? Ai cũng thương mình hết trơn á. Cái người mà không có lễ phép, không có đạo đức thì ai cũng ghét mình chứ. Còn cái người mà có lễ phép, có đạo đức thì ai cũng thương mình hết trơn. Bây giờ quý vị coi, bây giờ chúng ta nghe đạo thôi. Bây giờ quý vị có học cao cỡ nào đi chăng nữa phải cần nghe đạo đức, nghe giáo dục đạo đức làm người. Không nghe không được. Chính những đức thấy rõ ràng nè. Bây giờ thí dụ những đức đi vô cây xăng đổ xăng đi. Thấy không? Cái cách mà
mà chào hỏi của cái người nhân viên đổ xăng thôi. Nếu con người này không tiếp nhận giáo dục thì con người này vẫn là tệ, không có phước, thấy không? Ví dụ như bây giờ mình chạy xe để mình đổ xăng đi. Ê ê ê ê, ngừng đây, quẹo đây, quay lại, lui lại, chậm quá, tranh thủ mở cửa ra coi. Cái hành động quý vị coi làm sao? Này là gì? Là không được tiếp nhận giáo dục. Nếu như một người trẻ tuổi nghe tiếp nhận giáo dục, sau này quý vị làm bất cứ nhân viên hay làm bất cứ cái việc gì của quý vị đều là có một cách giao tiếp. Nên Nhật Đức nói một cái người thành công sự nghiệp trong cái cuộc đời này mà tuổi trẻ đó, dù quý vị có học cao cỡ nào nhưng phải học thêm một cái khóa của gì? Cái khóa nghiệp vụ của cái đạo đức tôn giáo, từ Thiên Chúa giáo, Phật giáo, đạo giáo, đủ cái quý vị phải học. Học để làm chi? Để biết được Thiên Chúa giáo là chào hỏi như sao, Phật giáo là chào hỏi như sao, các đạo khác chào hỏi như sao. Mỗi cái mối đạo, tại vì sao? Vì tôn giáo bây giờ nó đang thịnh hành vô cùng về các mối đạo, mà mỗi một mối đạo đều có dạy con người ta giáo dục đạo đức làm người. Nếu như quý vị học thức cao, quý vị là ông chủ, làm người nhân viên, làm công này kia, nhưng khi gặp người không biết cách chào hỏi, thí dụ như gặp vị thầy không biết chào hỏi, thí dụ như gặp thầy kêu anh lại đây em biểu với anh, vô duyên thấy chưa, không biết cách chào hỏi rồi. Dù có học thức nhưng không biết cái cách giao tiếp, đúng không? Có mà nó, nên nó có rất là nhiều người, thí dụ như đi vô chùa đi, họ rất là sang trọng nhưng cái cách giao tiếp họ là không biết. Thí dụ như vô chùa gặp quý thầy nói chuyện, thầy thầy cho em hỏi thầy cái này có thầy, thì cái cách nói của họ là giống như trong trường học là kêu thầy và xưng em, nhưng mà họ không hiểu được là ở trong chùa thầy và xưng con là cái chuyện ở trong Tam Bảo. Họ không hiểu cái nguyên lý này, thật sự là do họ không hiểu. Không hiểu là do tại đâu? Là do không học. Như vậy thì phải cần học một số việc ở trong tôn giáo phải hiểu. Thì con người này khi làm chức phận gì giao tiếp cũng hay á. Thí dụ như cả làm việc làm công an hay làm chính quyền gì, làm chức phận gì, nhưng phải biết cách giao tiếp đối với các tôn giáo. Phải học qua một cái việc đó, phải học đó, là phải biết cách giao tiếp với tôn giáo. Gặp với thầy phải xưng sao, nó gặp cha xứ xưng sao, gặp Thiên Chúa giáo xưng sao, rồi Phật giáo Hòa Hảo xưng sao. Mình phải học qua một số việc đó đó, để rồi mình biết cách cư xử đối với tôn giáo và đối với cái người mối đạo này mối đạo kia. Khi mình giao tiếp, mình giao tiếp mình sẽ biết cách giao tiếp. Mà khi giữa mối đạo mà gặp nhau mà giao tiếp được là cái sự mà làm ăn và kinh doanh với nhau sẽ thành đạt rất là dễ. Vì người ta vừa gặp mình thấy giống nhau, người ta kết mình dễ hơn, hiểu không? Nên cái người muốn thành đạt là phải học qua một cái tư tưởng sống và cái nền giáo dục thì mới thành đạt được quý vị. Những đức nhìn rõ ràng, những đức đi ra ngoài xã hội, những đức đi đổ xăng, những đức đi mua bánh, những đức đều bước đến là học đường chút mà. Thí dụ như có một lần những đức ghé chỗ đổ xăng, kêu anh lui xe lại đi anh, là những đức nói mày đúng là không biết cách giao tiếp rồi đó con. Rồi bước lại cái tiệm bánh mua bánh, mua bánh cái gặp nhỏ nó kêu, nó kêu mình cũng kêu bằng anh nữa, rồi nó kêu chút nó kêu ê mày xích lại đây mua bánh gì, thấy không? Nói mày đúng là thua, thấy không? Nhìn đẹp nghe nhưng mà mày không biết cách cư xử, thấy chưa? Không biết cách kêu, đúng không? Đó, cái này cần phải học và người trẻ tuổi cần phải học. Nếu mà học được cái này thì sự nghiệp mới phát đạt được. Vì sao quý vị? Khi sau này quý vị đi đối tác làm ăn bất cứ một cương vị nào, quý vị chỉ cần hỏi qua là họ là tôn giáo nào, Phật giáo hay Thiên Chúa giáo hay là Hiếu Nghĩa giáo hay là Thiên hay là Phật giáo Hòa Hảo, thì quý vị đều hỏi qua là quý vị sẽ biết về cái nguồn gốc của tôn giáo được chút, để quý vị nói chuyện với họ. Khi nói chuyện với họ rồi, lúc đó quý vị mới có thể kinh doanh và làm ăn với họ. Nên cái việc của một người cư sĩ mà để học đạo rồi để sống trong cuộc đời này, quý vị không có trở ngại gì cái chuyện làm ăn của quý vị. Mà càng học đạo thì càng đạt tiêu chuẩn của cái làm ăn và sự đối tác của con người đến với mình, người ta càng tin tưởng mình. Nên tuổi trẻ học thức cao vô cùng mà đi đến chùa nghe pháp, có nhiều người nói rằng ô cái tư tưởng của bạn tư tưởng gì vậy, ôi mình còn trẻ như vậy mà đi học Phật pháp mê tín quá, tầm bậy, làm gì mê tín. Nhưng Đức học Phật nhà Đức không thấy cái gì là mê tín hết chứ. Học Phật 13 năm nay vậy Đức có thấy gì mê tín đâu. Những đứa đâu có dạy người ta đi đến chùa thắp mấy cây nhang rồi cúng nảy chuối, bó hoa rồi đi đến đây quỳ trước Phật à. Phật ơi cho con trúng số, Phật ơi cho con này cho con kia. Đó là mê tín. Tôi đâu có chỉ như vậy đâu. Mà tôi đi học Phật tôi cũng không làm vậy nữa. Mà tôi đi học Phật 13 năm nay
là tôi đem Phật pháp tôi áp dụng vào cuộc sống. Rõ ràng trong cuộc sống của tôi được áp dụng Phật pháp, được trang trải từ Phật pháp mà tôi sống vui vô cùng. Vì tôi đem Phật pháp tôi chia sẻ cho quý vị nghe, đem Phật pháp áp dụng vào cuộc sống, chứ không phải là cầu Phật cho cái này, cầu Phật cho cái kia. Nếu như cầu Phật cho cái này, cầu Phật cho cái kia thì không khác nào quý vị đem Phật Bồ Tát trở thành thần linh. Hiểu không? Quý vị coi người ta mê tín là thường đi đâu? Đi cầu thần linh, đi cầu quỷ thần. Nên người ta đi cầu, hoặc là người ta đi quýnh bài, hoặc là người ta đi quýnh số đuôi, số đề. Người ta đi đến người ta cầu số sao sao, lên đồng cầu số sao sao, đúng không? Đây mới gọi là mê tín. Còn nếu như cái việc học Phật mà nghe giáo dục để áp dụng vào cuộc đời mình, từ đó nhân xử thế, từ đó người tiếp vật, cái mà mình khổ thì đừng đem cái khổ cho người ta, cái mà mình vui thì đem cái vui cho người ta. Nếu quý vị mà học Phật như vậy thì rõ ràng quý vị đang tiếp nhận cái nền giáo dục của Phật Đà, đúng không? Đâu có mê tín đâu. Nó. Còn nếu như quý vị đi đến chùa, quý vị nghe nào là cái này công đức, cái kia là công đức, đó là mê tín. Nhớ nghe, xây chùa công đức lớn lắm, mê tín. Phóng sanh công đức lớn lắm, mê tín. Niệm Phật công đức lớn lắm, mê tín. Vì sao? Cái này chỉ là dẫn dụ những người mới học đạo vào thôi. Còn nếu như cái người thật sự là học đạo thời gian lâu thì tất cả cái này không nghĩ là công đức, mà phát tâm từ tâm chân thật lợi ích người mà làm, thì từ tâm vì người mà làm thì đó là công đức. Còn nếu nói đây là công đức mà vì công đức mà làm thì không có công đức. Trong nhà Phật rất là ngộ như vậy đó. Vì người mà làm là công đức, vì mình mà làm là không có công đức. Nên chúng ta dẫn dụ cái người là nói công đức này công đức kia lớn để làm chi? Để người ta ham, người ta đến đông. Nhưng khi người ta đến rồi phải dạy người ta cho kỹ là cái việc đó không phải như vậy là công đức. Nếu vì mình là không có công đức mà vì người mới là công đức. Không phải cúng dường nhiều là công đức lớn, mà không phải cúng dường ít là công đức nhỏ, không phải. Mà là cái công đức là ngay cái tâm mình rộng lớn vì người là công đức. Hiểu không? Phải nhớ nha. À, nên rất là nhiều người chúng ta đi học Phật, chúng ta đi vào con đường máy tính hết trơn quý vị. Giống như học Phật như bị dụ vậy đó. Như bị dụ vậy đó quý vị. À, bị dụ ngộ lắm. Thí dụ như có những nơi, thí dụ như bây giờ đi tháng 7 gì đó, cô thầy gì đó có nấu gì cái gì đó, con ơi, bây giờ tất cả Phật tử mỗi người chúng ta nấu món đi nghe, công đức vô lượng nghe không. Mỗi người nấu món nấu nghe. Rồi xong bắt đầu là gì, Phật tử về đây, quý vị về đây, cái ngày nay về đây ăn cái lọc chùa nghe, mà người ta nấu người ta bỏ tiền, còn tiền cúng dường đưa cho thầy nghe. Ủa, mình nói bụng, ủa bây giờ tôi lý luận đơn giản thôi. Lý luận rất là đơn giản, khỏi cần nói dòng do sao vờ chi mệt. Bây giờ lý luận đơn giản thôi, ủa, nó làm ăn gì ngộ rồi? Làm ăn gì kỳ cục vậy trời? Sao cái chuyện làm ăn ngộ rồi, tôi không hiểu Phật pháp nhiều, nhưng mà tôi thấy cái chuyện làm ăn này nó hơi lạ lạ. Sao tự nhiên bắt người ta nấu ăn, người ta nấu ăn xong rồi tiền đưa cho ông là lý luận gì kỳ cục cái thật. Tự nhiên là tôi làm cái chuyện gì kỳ cục ấy. Thấy không? Nó, quý vị coi nó lạ không? Vậy mà chúng ta vẫn phải lao theo vậy. Rồi bắt đầu là bà kia nấu ngon quá, bà này nấu dở quá, phải canh nấu với bà kia. Rồi bà này cúng dường nhiều quá, bà kia cúng dường ít, phải cúng dường nhiều hơn bà kia. Rồi cuối cùng ông thầy ngồi chính giữa lụm sạch nhách. Quý vị thì sao? Chúng ta khờ dữ cái trợ. Quý vị bao nhiêu bằng cấp học thức sao mà cái này quý vị không tính ra. Cái cuối cùng để ông thầy học Phật nó gạt mình nè, ngu vô cùng luôn. Quý vị thấy kinh khủng không? À, cái này thật sự là ngu thiệt á, tào lao á. Bây giờ chúng ta cúng dường Tam Bảo là tự mình phát tâm mình cúng thôi à. Tôi đến ngôi Tam Bảo, tôi thấy trong chùa đó làm những việc có lợi ích cho cuộc đời. Tôi thấy cái nơi đó tốt, cái nơi đó làm lợi ích cho cuộc đời. Thì tôi có tiền bạc, cuối cùng tôi cũng không cầm theo được. Thôi được rồi, con bỏ vô thùng Tam Bảo và con cúng dường cho thầy. Vì con thấy thầy làm những việc có lợi ích cho cuộc đời này, thì con cúng dường cho thầy. Còn bây giờ con đi đến ngôi chùa, bây giờ quý vị muốn đi cúng dường ở đâu, quý vị nên quan sát một vòng. Bây giờ chúng ta trong cái thời cuộc này nên quan sát một vòng đi. Tại vì sao trong thời cuộc này không phải như trong cái thời cuộc của Đức Phật. Hiểu không? Phật Pháp nó phải bổn thổ hóa, hiện đại hóa. Nên chúng ta phải coi xem lại ngôi chùa đó làm sao để cho chúng ta cúng dường. Thí dụ như bây giờ chúng ta coi là ông thầy này, ông chỉ nuôi có một hai người. Rồi chùa chiền của ông thì bao la rộng lớn mà không có tổ chức chương trình gì cho người ta tu. Mà thấy rằng mỗi ngày có hai ba người ăn không mà rồi trong đó. Vậy thì bây giờ đây miếng cơm, miếng gạo là đây sống được rồi.
Bây giờ chúng ta đem lại cho cố, chúng ta cúng cho ông thầy này để làm gì? Thôi vậy là ông thầy này không có được lợi ích gì, thôi đừng có cúng cho ông nữa, cứ để cho ông sống gì bình thường, cho ông tu chung chung đi, hiểu không? Còn bây giờ cái chùa này nó nuôi quá đông người, vậy là cái chùa này có làm việc lợi ích cho xã hội, cho mọi người. Rồi mình xem xét cho thiệt kỹ, rồi lúc đó mình cúng dường cho nó đàng hoàng. Đã là cúng rồi thì không có hối hận. Đã là cúng rồi thì không hối hận, hiểu không? Là hiểu biết và cúng dường. Nên cái việc của Phật Pháp dạy mình là việc gì? Là hiểu biết để làm, chứ không phải là mù mờ để làm. Đức Phật nói, ta chưa bao giờ xỏ mũi ai để kéo đi, ta chưa bao giờ dụ dỗ ai. Vì sao? Xỏ mũi là có tội, dụ dỗ là có tội. Cuộc đời mình ăn ba buổi cơm mà dụ dỗ người ta là mình tội, gạt gẫm người ta là mình tội, nói những lời ngọt ngào để lấy của người ta là có tội. Việc này là người tu mình nên nhận thức sâu sắc nhất, hiểu không? Như vậy thì hà phật tử cũng phải nhận thức sâu sắc nhất. Đối với sự hộ trì cho quý thầy, mình phải là người khôn lanh. Thí dụ như vị thầy này còn trẻ vô cùng, ăn không bao nhiêu, tu đạo chung chung là được. Nhưng quý vị cung phụng vị thầy này quá nhiều, quý vị lo cho vị thầy này quá cao cấp, vị thầy này cần cái gì là quý vị lo, rồi cầm điện thoại gọi cho quý vị xin tiền này kia. Thì chỉ cần mình là một người Phật tử, chỉ cần biết thôi là chúng ta đã tránh rồi. Vì không có một người chăn tu nào mà đi cầm điện thoại gọi cho người ta để xin tiền hết trơn á. Người ta đều tùy phước duyên của mình khi làm Phật sự. Đủ duyên thì mình làm, hoặc là buổi giảng mình nêu lên việc tốt đó, ai muốn làm thì làm, không làm thì thôi là đúng. Còn nếu như cầm điện thoại điện mà xin tiền là không đúng. Hoặc là cầm tiền trong chùa mà gỡ cho Phật tử cầm giùm mua nhà mua đất là không đúng. Việc này là hoàn toàn không đúng. Quý vị chỉ cần là người học đạo nhận thức được như vậy thì quý vị sẽ biết được đạo Phật rất là chánh tín, chứ không phải là đi vào con đường máy tính. Vào Phật Pháp không bao giờ gạt người, mà Phật Pháp rất thật lòng với người. Vì sao? Vì đạo Phật là giải thoát nên không có đi gạt người. Nhưng gạt người là ai gạt? Là con người đi gạt con người, chứ Phật không có gạt chúng ta. Phật Pháp đặc biệt nên mới có thể lưu thông tất cả các quốc gia mà phù hợp. Nên Phật Pháp phải có một cái đặc biệt, nên các bậc trí thức người ta mới tiếp nhận Phật Pháp. Nếu như bây giờ chúng ta hầu Phật mà chúng ta mù mờ, mù mờ là mê tín, làm việc mà bực bội sân si mà phải làm là ngu si, hiểu không? Mù mờ là mê tín, mà cái việc không vừa lòng mà vẫn nhủi đầu vô làm là ngu si. Hai việc này chúng ta phải phân tách rất rõ ràng, để rồi chúng ta học Phật chúng ta không bị hối hận. Chúng ta làm những việc tốt là làm xong quên đi, đã làm rồi là quên, quyết định làm là làm. Còn mình không làm không ai ép mình được cả. Như vậy thì người học Phật hướng đến chánh tín mà tu, đúng không? Ở đàng quý vị về đây có ai ép quý vị không? Có ai kêu quý vị là chùa bây giờ đang xây phải đóng bao nhiêu tiền không? Không, tôi nói đây là tôi nói ở đây nghe. Còn ở đâu là cái chuyện của người ta, tôi không nói tới. Việc ở đây tôi làm như vậy, tôi nói như vậy, tôi hướng dẫn những con người tu ở đây như vậy. Còn ai nghe tôi là tôi đang hướng dẫn, chứ tôi không nói cái nơi khác. Cái nơi khác là mỗi nơi nó có một cái cách làm của người ta, kể người ta. Nhưng mà mình phân tách ra như vậy để cho Phật tử mà nghe mình, người ta phải có một cái góc độ cho sâu, để chi cho cuộc đời mình đừng bị thất vọng. Trời ơi, có khi mình hết lòng hết dạ mà mình ngu si, cuối cùng chỉ cần người ta dít mình một phát thôi là tự nhiên mình đớ người liền. Mình tức tối, mình bỏ đạo, mình quay lại mình chửi Phật, mình chửi tầm bậy. Có những người mà đi đến chùa mà cuối cùng mất lòng tin với một người thầy mà lại bỏ Phật Pháp, tầm bậy. Mục tiêu chúng ta đi học là học cái gì? Học Phật, hiểu không? Thầy đem cái giáo điển của Phật để dạy con thì con học thầy là học Phật, hiểu không? Còn thầy không đem cái giáo điển đúng như là Phật dạy mà nói cho con nghe thì con không học. Tại vì mục tiêu con là để học Phật, học Phật là để giải thoát, hiểu không? Giải thoát mới có an vui, còn không giải thoát thì chấp ông thầy. Có không? Có nhiều người đi học Phật đi đến chùa chấp sư cô chấp thầy không? Trời, tụng kinh hay thôi còn dính mắt mà. Nên trong chùa thí dụ như ba ông thầy tụng kinh hay đi là nó phân ra ba nhóm Phật tử đi theo. Chùa này thấy tiêu. Nên chùa mình ông thầy Đức tụng kinh dở nhất cũng hay nghe. Con mình ổng không nghe, ổng nghe ai. Vậy mà nghe viết rồi cái duyên dày nó công nhận thầy tụng kinh hay ghê. Thì có ai tụng nó đâu mà không hay.
Không nghe tôi thì nghe ai bây giờ? Tại sao chùa mình nó thịnh quý vị? Là do một mình những đức thuyết pháp, một mình những đức hướng dẫn tu hết. Còn tất cả những vị trí khác những đức đều bố trí cho làm việc thôi. Chỉ có một người sắp xếp thôi, hiểu không? Giống như nước chỉ có một ông vua thôi, hiểu không? Nên tự nhiên nó mới thịnh. Chứ nếu như mà trong chùa này nó hai ông thì thù. Một thầy là một con đường, hai thầy là hai con đường, ba thầy là ba con đường. Quý vị học một lúc bốn thầy gì thì quý vị đi bốn con đường. Có ai mà một lúc đi được bốn con đường không? Không. Không có ai mà một lúc mà sống với bốn chồng hết chứ. Hay bốn vợ chứ, đúng không? Không có chuyện này đâu. Đó, một chồng một vợ thì mới hạnh phúc. Một vợ mà hai chồng cũng không hạnh phúc. Mà một chồng mà hai vợ cũng không được, đúng không? Nó không hạnh phúc, nó có sự trở ngại. Mà khi có con thì con mày con tao liền rồi, đúng không? Nên chỉ có một mà thôi. Vậy thì tu hành phải chọn một môn mà tu. Môn nào? Tịnh độ. Thấy chưa? Môn tu hành đặc biệt nhất là gì? Tịnh độ. Tịnh độ. Đó. Quý vị nghe rõ ràng nha. Người niệm Phật muốn giảng sanh thì phải tín nguyện mới giảng sanh. Người không gầy dựng tín nguyện, tổ sư nói dù quý vị có niệm Phật á, mà mưa không ướt, gió không lọt cũng không được giảng sanh. Nếu tín nguyện không kiên cố. Bây giờ quý vị nghe cái chuyện người mà không có tín nguyện kiên cố nè. Quý vị sẽ hiểu được cái người không có tín nguyện kiên cố nè. Cái người không có tín nguyện kiên cố khi niệm Phật mà chỉ cần gặp một sự cố gì thôi là lúng túng cái tâm, là tín nguyện không kiên cố, điều thứ nhất. Người tín nguyện không kiên cố là khi gia đình có bệnh đau, mình là người niệm Phật gia đình có bệnh đau, thì tự nhiên mình không bình tĩnh tâm là không kiên cố. Khi gặp sự cố gì là nghe người ta nói cầu cái này cầu cái kia là chạy đi cầu hoặc đổi phương pháp là không kiên định tâm. Nếu như người kiên định tâm, dù trời có sập xuống quý vị cũng niệm Ai Di Đà Phật nữa. Tại vì sao? Vì quý vị tin Phật hoàn toàn nên kiên định tâm thì chỉ còn có một câu A Di Đà Phật. Đó gọi là tín nguyện đó quý vị, thấy không? Nên nó nguyên một cái mùa dịch, dịch gà gì chảy tùm lum, chùa chúng ta cũng niệm Phật. Thì thấy không? Bây giờ quý vị coi cái chùa chúng ta trong cái mùa dịch cũng te tua chứ giỡn đâu. Những đức cũng bị bệnh te tua, sống trong cái cuộc đời này còn mang cái thân này án bệnh. Nhưng tâm thức thì khác. Tâm thức thì khác, đúng không? Thân tứ đại là giống. Ai mà không có da có thịt, có máu có mỡ, đúng không? Rồi hai con mắt, một cái lỗ mũi, một cái miệng, hai lỗ tai, đúng không? Nên từ nơi đó chúng ta là giống về thân tứ đại nghe. Nhưng tâm thức của mỗi một con người chúng ta là mỗi người tu, mỗi người có sự gầy dựng khác nhau, đúng không? Thì trong nguyên một cái mùa dịch chùa mình cũng bệnh thì sao bệnh, nhưng bệnh thì bệnh mà tu thì tu. Không? Bệnh thì bệnh mà tu thì tu, đúng không quý vị? Quý vị thấy rõ ràng không? Nó rồi. Tuy như vậy nhưng nguyên một cái mùa dịch có nhiều Phật tử ngồi ở đây đã ở trong chùa mình, đúng không? Người ta được vô chùa mình ở luôn, nó ở kịch liệt luôn. Những đức nó đến đây vô đây niệm Phật, chết có quan tài lo cái gì, đúng không? Cái niệm Phật đi sợ cái gì? Thì quý vị coi qua thì cũng ngày tháng đi qua thôi, đúng không? Đó cho chúng ta thấy được lòng tin là những cái lúc trở ngại nhất, khó khăn nhất mà dẫn tin. Còn cái lúc bình thường thì à con khỏe, con thầy biểu với con thôi, thầy mệt quá, cái lúc dịch bệnh không thấy cái gì chứ, gọi điện thoại xin đến chùa, nói chùa này kia không đến được, bây giờ con thôi được rồi thầy, thầy mệt quá, đúng không? Trời, cái này mới là cái lúc giúp người ta là lúc gì? Lúc ngặt, lúc khó mà giúp được thì nó quý, đúng không quý vị? Lúc khó nhất á, quý vị coi trong nguyên một cái mùa dịch á, thằng nào mỗi ngày giảng pháp hai thờ cho quý vị nghe, tuy là bệnh te tua luôn cũng ngồi lên mà. Cũng hết lòng hết dạ chơi gì mất chân chơi thiệt chứ, dân chơi không sợ mưa rơi, đúng không? Rõ ràng không? Vì nhiều người ở đây quý vị trong mùa dịch không đi đến đây được, quý vị phải là ở nhà, vì mỗi ngày nghe như đức thầy giảng hai buổi không? Rõ ràng mà ngày nào cũng nói niệm Phật đi, đừng có sợ nghe quý vị, đừng có sợ nghe,
có gì về Cực Lạc đừng sợ nghe. Có nhiều bà dịch xong rồi bà đi đến gặp Như Đức, trời ơi cảm ơn thầy quá thầy ơi, trong nguyên một cái mùa dịch con nhờ thầy mà con được an tâm, con không đi đâu mà con nhờ thầy ở nhà nghe già thầy giảng rồi niệm Phật rồi có phương pháp tu, thiệt là cảm ơn thầy, cảm ơn thầy. À đúng rồi, thấy chưa, lúc bình thường đi đến đây cũng nghe pháp cũng tu, mà khi dịch bệnh không đi được thì cũng nghe pháp cũng phục vụ quý vị và cho quý vị tu, đúng không? Như vậy đó, chơi như vậy mà còn chưa chịu hả? Đúng không? Chơi quá nhiệt tình rồi còn gì nữa trời. Nói quý vị thấy không? Rồi xong quý vị thấy khi mà dịch xong rồi quý vị thấy mà còn chưa ai tổ chức, đúng không? Là ở đây người ta làm được là người ta rủ quý vị về liền, thấy chưa? Nghĩa là gì? Nó dám liều mạng mà. Mình tin mà mình tin nó đến chút chết thì nó chết rồi. Bây giờ nó không chết nó là không chết rồi. Tại vì thọ mạng chưa đến sao chết. Bây giờ những đức nói vậy biết nghe, thọ mạng mình chưa đến chết mà mình bệnh mình nằm đó mình làm nè. Vậy mà dài bữa khỏe lại. Đúng không? Khỏe bình thường lại nha. Mà thọ mạng đến lúc chết đó nghe, nó lúc chết đó nghe. Đang khỏe gì nè? Khỏe nghe, tập thể dục được nghe. À 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4. Vậy đó mà ạch. Chết queo. Vì trò giảng thì tiếu tiếu lạ lạ vậy đó, nhìn kỳ kỳ vậy đó. Nhưng mà quý vị thấy cái cách diễn xuất của những đức vị, để ý đi, xã hội bị để ý đi phải không? Có những người bệnh đau nằm rề rề mà đâu có chết đâu. Nhưng mà những người khỏe mạnh cùi cùi vậy mà đi tới cái ách, chết queo. Có không? Trời ơi, cái chết đến là đến à. Chứ đừng có nói mà nói là bệnh đau hay khỏe mạnh gì, chúng ta chưa biết được đâu quý vị. Nên giờ nào cũng phải niệm Phật. Giờ nào cũng phải niệm Phật. Nhưng Đức từng nói rằng bây giờ đang khỏe gì ngon lành đúng không? Nói vài chục năm sau xa vờ quá, mệt quá. Chiều nay chạy xe qua Đại Tùng Lâm, xe đụng cái râm. Báo tin lên thầy Đức bị xe đụng, lẹp nhẹp ruột chết queo. Trời trời, trời ơi sao, sao ngạc nhiên quá, kinh ngạc quá vậy. Hồi trưa, hồi sáng mới nghe thầy giảng quá trời giảng luôn. Gì? Nghe làm ông bà điện kỹ đi, trời trời sao mà. Thôi ơi, hồi sáng còn nghe thầy giảng quá trời giảng mà sao giờ xe đụng chết queo là sao? Nó ừ thì xe đụng chứ đâu phải nói cái chuyện giảng hay không giảng. Ông giảng hồi sáng nhưng mà mới chiều này ông đi Đại Tùng Lâm, xe đi chạy qua cái ngã ba, cuối cùng cái xe nó tung cái rầm, ông lạc tay lái, ông lủi vô cái cây. Cuối cùng cái xe hàng nó chạy ngang, nó cán lên cái xe bảy chỗ, ông dẹp lép. Rồi thầy đâu? Mắt tiêu rồi. Dẹp lép mắt tiêu rồi. Thấy không? Ai biết được. Quý vị coi phải cái vô thường không? Chứ họ nói, tôi nói tôi chù tôi, không lẽ chù người ta, người ta nói ông thầy ông chù mình. Đúng không? Tôi chù tôi đó. Chù cái gì mà chù? Đến lúc thì nó lúc mà chứ chù cái gì cho nó mệt. Còn nó không có là không có à. Nhưng mà tôi nói như vậy đó, nếu đúng là chiều nay tôi bị xe đụng đó nghe. Mà tôi vì người mà tôi nói á, đúng là xe đụng tôi chết queo mà cuối cùng xe đụng tôi bể bánh xe. Chứ sao? Tôi vì người. Còn nếu mà nó giết tôi chết queo thì đúng là tôi đọa tam đồ ác đạo. Mà tôi vì người ta nên tôi chết lúc này tôi không đọa tam đồ mà tôi vì Cực Lạc, được không? Quý vị thôi, nay Phật Pháp nó hay không? Quá hay. Nên vì người ta thì nó hay, cực kỳ hay luôn. Phải gan nha. Người học Phật là phải gan, nghe chưa? Nên liệu cho mấy ông mấy bà ngồi đây giết gan, người nào nói gan lắm. Lúc trước mà chồng đánh còn trốn trốn, bây giờ chồng đánh đưa cái mặt. Trời ơi, cái mặt lên, đưa lên cái mặt lên, đánh nổi không? Nhìn chân chân vậy nè. Mà công nhận hay câu Phật hiệu nó hay thiệt cái trời. Một tiếng đồng hồ, một tiếng mấy đồng hồ mà không ngủ gục. Trời ơi, chân cẳng đau mà quên. Ôi mê gì đâu. Bởi vì chủ nhật nào không về thiếu. Chồng hỏi, từng nào bà cũng đi, bộ bà không chán sao? Bà kia bà nói, không không, em không chán đâu. Em không đi mới chán đó anh ạ. Hiểu không? Nà, anh cứ cho em đi đi. Em đi đi, chiều về. Nà, anh cho em đi, em đi, chiều về. Em rất dễ thương. Vì sao? Vì cái tâm đi đến đây nó vui quá. Về nhà buổi chiều dễ thương.
Chứ nếu như chủ nhật mà ở nhà luôn không đi đến đây để nghe pháp và vui thì chiều dễ ghét. Chứ không giỡn đâu nghe quý vị, về đây nó thông tâm đó, nó có niềm vui, nó thông tâm và nó hiểu được cái nguyên lý của trả nợ đó quý vị. Khi mà đụng duyên đụng cảnh nào nó cũng dễ thương, hiểu không? Còn nếu như nó đã chán nản, nó bực bội rồi mà cứ đòi những cái mà không vừa bụng là nó sẽ sanh ra tâm dễ ghét, đúng không? Nên như vậy thì mình muốn cho gia đình hạnh phúc, mình phải bồi dưỡng cho chồng, bồi dưỡng cho vợ những cái niềm vui của nội tâm. Mà niềm vui của nội tâm hai bên đã có rồi thì niềm vui nào trong cái cuộc đời này nó cũng có được pháp vui, đúng không? Quý vị nhớ cái câu pháp vui, tôi không dùng vào pháp vị của chỗ đó nghe. Nó pháp là một phương pháp, ở cuộc đời này là phương pháp vui. Còn pháp vị là người này phải hướng giải thoát với pháp vị. Nếu như có được cái tâm của niềm vui thì nhất định trong cái cảnh duyên nào nó cũng đến với nhau là vui. Vợ chồng sống nhau hạnh phúc giữa đôi vợ chồng trẻ cũng do từ cái tâm sanh ra vui, đến với nhau nó mới sanh vui. Còn nếu như cái tâm này nó sanh ra cái tâm là vì dục vọng về nam nữ thì nó không còn cái niềm vui của pháp vui. Nhớ nó không đơn giản đâu, đến từ nơi đó mà nghe pháp nghe đạo nó lợi ích cho cái việc hạnh phúc gia đình cực kỳ lớn luôn. Và con người của mình tự nhiên là một người đàn ông, một người đàn bà, nó thương vợ thương chồng nó cũng cảm thấy nó dịu dàng nữa. Nó cảm thấy dịu dàng mà tự nhiên khi mà biết đạo biết tu là tự nhiên người đàn ông người đàn bà này trở thành sạch sẽ. Vì xem lỡ thì từ vì sẽ thấy sạch sẽ liền. Khi ăn chay niệm Phật là tự nhiên sạch sẽ liền. Mà người đàn ông này khi mà đi đến chùa tu là không nhậu nhẹt là sạch sẽ liền, đúng không? Rồi ăn chay là sạch sẽ liền. Quý vị coi, nếu cái người này ăn chay từ khi còn nhỏ, những đức nó bảo đảm với quý vị biết từ cơ thể của họ nó cũng không phải hôi hám như những người ăn thịt. Và trí sáng, cái lời nói, cái tiếng nói của họ nó có một cái lực mạnh vô cùng để thu nhiếp, gọi là khí lực mạnh, trí sáng. Người ăn chay niệm Phật là người tích tụ được cái nguồn năng lượng cực kỳ cao. Bây giờ quý vị cứ ngồi về, quý vị cảm giác được nó tích tụ cái nguồn năng lượng mà đến cái mức tích tụ năng lượng đến cái mức mà mình ngồi mà mình cảm thấy mà nó buồn ngủ. Tại vì sao? Vì nó quá an. Nó an đến mức mà quý vị ngồi trong cái số đông người như vậy mà quý vị dẫn nha. Nên những đức nói những cái người mà đang ngủ gục ở đây là vì họ quá khứ là an lạc. Mà họ cái an lạc của họ là nó hướng đến cái thăng hưởng lạc, hiểu không? Còn nếu mà cái người mà ngồi tỉnh táo hoàn toàn là họ đang hưởng cái pháp vị an lạc. À, hay. Thấy chưa? Không. Đặc biệt chưa? Cái pháp vị của an lạc là vượt qua cái thân lục đạo. Trời ơi. Cái pháp vị của an lạc là nó vượt qua thân lục đạo. Còn nó hưởng cái pháp vui của thân là nó còn trong lục đạo. Nó đang an của cái thân mà nó ngủ là nó còn hưởng cái thân của lục đạo. Mà nó hưởng cái pháp vị để vượt lục đạo thì tỉnh veo. Nó nghe chưa? Nên những con người mà đi đến đây ngày chủ nhật mà ngủ cũng kết quả nữa. Có nhiều bà nói rằng ở nhà ngủ không được, như vậy mà lạ thay vô nghe thầy giảng là ngủ. Thì Đức nói bà vô đây ngủ. Hiểu không? Trời ơi, công nhận được nó đặc biệt gì đâu có tặng. Vậy thế, cái gì nó nói ra cũng được. Mấy anh em cứ thấy thôi không? Nếu như mà mấy anh em hay mấy chị mấy cô ở trong đây nghe, mà nếu như mà chịu niệm Phật thì học bất cứ một ngành nào cũng là trở thành một con người đắc sắc. Tại vì bất cứ một cái ngành nào cũng phải cần lý giải, đúng không? Nhưng mà có những người học xong không lý giải được. Nếu như bây giờ quý vị học sư phạm mà quý vị là người niệm Phật thì là giảng bài cực kỳ hay. Còn nếu học hướng dẫn viên du lịch thì quý vị cũng giảng cực kỳ hay. Còn thầy cô giáo hoặc là quý vị là bác sĩ thì quý vị cũng giảng cực kỳ hay, cần giảng không? Bác sĩ không cần giảng hả? Quý vị trước khi chích thuốc cho người ta là quý vị phải nói chuyện cho người ta nghe, đúng không? Cần giảng không? Cần lý giải không? Cần lý giải của môn bệnh không? Cần làm cho người ta an không? An xong chích một mũi khỏe re.
những đức nói bác sĩ mà biết niệm Phật là bệnh nhân đến ào ào. Vì sao? Vì người ta đến người ta nghe bác sĩ này dẫn dắt bệnh tình rất hay, dẫn dắt bệnh tình an tâm. Khi cho thuốc thì cái thuốc mà bác sĩ này hiền từ có đạo đức mà cho cũng là loại thuốc đó. Mà khác, bác sĩ chỉ biết kiếm tiền mà không dẫn dắt bệnh tình có đạo đức. Nên mới nói là lương y như từ mẫu, hiểu không? Nên phải cần có tâm từ và có tâm của người làm mẹ làm cha bỏ vào trong cái nghề nghiệp. Như vậy thì chúng ta mới đạt được cái nghề nghiệp nó tốt đẹp. Nói quý vị đi đến đây những đức nói chuyện hơn một tiếng mấy đồng hồ là vì cái tâm gì? Vì người ta mà nói. Quý vị coi nói gì không mệt hả? Như gì mà không mệt? Không mệt thiệt. Ngộ, ngộ ghê. Nói gì mà không mệt? Mệt sao nói? Thấy không? Sức mồ hôi chưa là chứ không mệt. Thì coi á, không mệt nghe. Mà càng nói càng khỏe nha quý vị. Càng nói nó hứng 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 sao? Ồ, có nhiều cô với mà bà nghe mà bà thu hút quý vị. Không, mà những đức chia sẻ viết rồi cái bài chia sẻ viết là mấy bà với thuộc. Có khi những đức dưới đây mà những đức nói tới công đoạn mà chưa phát âm cái câu đó luôn. Chưa phát âm. Chưa phát âm cái câu đó luôn. Mà nhiều bà gọi với bà, mình nói ví dụ như niệm Phật cái bà với bà nói sanh cực lạc. Bà thấy cái mặt rõ ràng sanh cực lạc. Mình vừa nói câu đó là bà tiếp theo câu liền chồng. Bà nói công nhận mấy bài này thuộc bài ghê luôn á. Thấy chưa? Nên đơn giản mà phải hành trì. Thấy không? Nhắc hoài mục tiêu niệm Phật đơn giản mà phải hành trì. Hôm nay chúng ta học là cái gì? Người niệm Phật ở đâu, nơi đó là đạo tràng tịnh độ. Thấy không? Nhớ nghe. Thì như vậy thì bất cứ một ngành nghề nào chúng ta áp dụng đạo tràng tịnh độ vào chỗ đó. Nhớ nghe quý vị. Đi đâu cũng phải nhớ niệm Phật. Có cái máy niệm Phật đeo cổ nghe chưa? Tập đi. Nơi ở của những đức là nơi nào là niệm Phật ở nơi đó. Nên cái cảm giác của mình an lắm quý vị à. Nên một buổi chia sẻ này, nguyện Tam Bảo giang hộ cho hàng Phật tử ngồi đây và khắp nơi nơi nghe, chúng ta đều gầy dựng tín nguyện kiên cố cả đời này niệm Phật. Và cuộc đời con người chúng ta dù gặp sự cố trở ngại gì trong cuộc đời này cũng phải niệm Phật. Và chúng ta đều hẹn gặp nhau ở đâu? Thế giới cực lạc. À, chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Ở chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật cộng tu rất là đông. Quý Phật tử khắp nơi chúng ta về đây để dự khóa tu ngày chủ nhật. Chúng ta được niệm Phật, nghe pháp và được lễ Phật, phóng sanh và cúng tế thực. Chúng ta về đây tu và chùa của mình thì không có ghi cầu an cầu siêu, nhưng hồi hướng chung nó rất viên mãn quý vị. Những đức nghĩ rằng nếu chùa mình mà ghi thì rất là nhiều, nhiều lắm giấy cầu an cầu siêu. Ghi xong rồi chúng ta để tùm lum hoặc là không có đọc hết mà nó không có được trang nghiêm. Nên cái công đức trong nhà Phật á, chúng ta có tu thì chúng ta hưởng à, còn chúng ta tạo nghiệp thì chúng ta chịu quả báo thôi. Nên từ nơi đó mà cái việc làm tốt của mình là chư Phật chứng minh cho mình, cũng không đợi bất cứ ai chứng minh cho mình. Chỉ cần chúng ta làm thiện thì từ cái phước báo, từ tự tánh nó hiển lộ thôi. Nên tất cả chúng ta về đây khi tu chung, công đức thì hồi hướng chung hết toàn bộ, từ cầu an cho tới cầu siêu nha. Nên chúng ta về đây tu hành nguyên một ngày này, cái đại chúng này cái công đức lớn lắm. Mà trong nhà Phật nói là đức chúng như biển cả mênh mông. Chúng ta đem toàn thể công đức này nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị và tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi hướng về đây tu cùng với ở đây. Và chúng ta nguyện hồi hướng công đức này cho củ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hư linh thai nhi bị nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn,
thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những công đức này. Cái tâm chúng ta chỉ cần hồi hướng như vậy thì tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới đều được thừa hưởng những công đức này. Nguyện cho tất cả quý vị khi thừa hưởng những công đức này, nghe được bổ nguyện Di Đà, buông xuống cái tâm đòi nợ báo thù, hay tất cả chư hương linh vì nghiệp phá thai, hay tất cả những người chết chưa được siêu thoát, chúng ta nghe được bổ nguyện Di Đà, quan gia nên giải không nên kết, nên buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, nương vào bổ nguyện để cầu sanh cực lạc. Về thế giới cực lạc chúng ta muốn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất thiết từ cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự tự giai cộng thành Phật đạo. Như đăng ngô tình chung ngã kim tây nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất thiết hộ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đăng cô hồn chung ngã kim tây nhờ cung, phương nhất thiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, bà ha. Án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ố vị vô danh, hộ danh vô vị ơi, phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành à, con nay xin phát nguyện vãng sanh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. À, những ngày chủ nhật này quý vị về tu, nếu gia đình ông bà cha mẹ có người mắc, hoặc là chúng ta muốn cầu an cầu siêu cho người thân, những ngày chủ nhật này chúng ta về tu và được phóng sanh cúng tế thực này, mình cầu an cầu siêu cho người thân mình rất là đặc biệt. Hay những vị mà mang nghiệp phá thai, chúng ta về đây cúng tế thực vì các thai nhi ấm áp dữ lắm, và chúng ta đem công đức hồi hướng cho các cháu mừng lắm. Từ nơi cái tâm đó mà các cháu thích ở chùa,
các con muốn ở đây thì cứ ở để mỗi ngày nghe được danh hiệu Phật, nghe thuyết pháp, rồi ngày nào cũng được cúng thiết thực và ở đây để nương một bổ nguyện Di Đà để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Tuần chủ nhật nào chùa mình cộng tu rất là đông, trong đó đặc biệt là có nhiều cháu nhỏ nha. Chùa mình bây giờ có một khóa tu chủ nhật cộng tu là các cháu nhỏ. Hôm qua nhà Đức có nói chuyện khoảng 15 phút thì các cháu được nghe, và nghe xong các cháu được niệm Phật và lễ Phật, được ăn cơm chay trong chùa. Con nít mà được cái thiện duyên này đặc biệt vô cùng, gieo từ khi còn nhỏ. Nếu có những cháu còn nhỏ mà sau này các cháu nó cuộc đời nó khổ, hoặc là có những cháu mà ngỗ nghịch bắt hiếu với cha mẹ, nhờ về đây tu ngày chủ nhật nghe pháp niệm Phật mà chuyển cái nghiệp duyên các cháu, mà các cháu khi chuyển cái nghiệp duyên rồi thì các cháu sẽ hiền thiện và hiếu với cha mẹ các cháu, và các phước báo các cháu rất là lớn. Và toàn thể đại chúng này, khi chúng ta được dự cái chương trình tu này và chúng ta được làm lễ phóng sanh này, cái tâm từ bi mình phát lên, từ con ruồi, con muỗi, con kiến chúng ta cũng không dám giết, vì chúng ta muốn sống, con vật cũng muốn sống, nên mình không nỡ giết nó nữa, nên mình còn phát tâm ăn chay trường. Nên tất cả những người ở đây chúng ta được dự chương trình tu này và được làm lễ phóng sanh, chúng ta phóng sanh ăn chay là đang vui vẻ để mà mang cái tâm từ bi không giết muôn loài, và chúng ta trả những cái nghiệp mà chúng ta đã từng sát sanh trong nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ ăn chay niệm Phật mà còn phóng sanh, vừa trả nợ mà vừa tăng phước báo phước duyên của chính mình. Nên tất cả những con chim này được quý Phật tử bỏ tịnh tài ra mua các loài chúng sanh này, đó là tài thí. Khi sanh ở nơi nào chúng ta cũng có của cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật cho những con chim này được nghe, quy y Tam Bảo cho những con chim này, nó được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, đó là pháp thí. Khi sanh ở nơi nào chúng ta cũng được trí tuệ và thông minh, chúng ta thả những chúng sanh này bay đi là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng hoan hỷ vỗ tay niệm Phật để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Mời chư tăng ni và đại chúng chúng ta xuống chai đường để dùng cơm nha. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật.